Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Cũng không hẳn là nhiệm vụ tiếp theo nữa. Đây là cái phần tiếp theo của cái nhiệm vụ The Heart of the Nora lần trước mình đã bỏ lỡ. Thì lần trước là do mình làm tới đây rồi cho nên mình sẽ nghĩ là mình sẽ tạm dừng để dành cho tập sau, xem nó nội dung nó như thế nào. Và đây, chúng ta đang tới chỗ này đây. Mình nghĩ là chúng ta sẽ được giải thích toàn bộ mọi chuyện đằng sau chỗ này và làm sao mình có thể sinh ra đời hoặc cái gì đó. Đây là nơi mà chúng ta được sinh ra. Where you were made là nơi mà được tạo nên bằng những cái con nhộng nhân tạo, nhộng nhân tạo. Ok, chứ vô thấy buồn vậy. Mình nghe mình được sinh ra bởi nhộng nhân tạo mình cũng buồn thối ruột luôn á. Và những cái buồn như thế này nó lại chứa con người trong đó. Và điển hình như Nora là một trong số đó. Nhưng mà mọi chuyện nó vẫn chưa rõ nằm ở đây đâu. Có lẽ chúng ta sẽ biết mọi chuyện sau khi mà chúng ta tìm hiểu đã. There was no one else. Code for identiscan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, oh, Dr. Sobeck. You are clear to proceed. Greetings, Dr. Sobeck. Oh, nó nhận mình là Dr. Sobeck luôn. Và nó cho mình vô. Thế mới ảo vậy. Và rõ ràng là cái nơi này là The Dream of Apollo Never Realized. Why not? Hello, child. My name is Serena. Today is a big day. Hello, child. My name is Serena. The dream of Apollo. Your first day of school. Chắc là dự án Apollo gì đó. Và nó nằm ngay đây. Vấn đề có máy có vấn đề cho nên nó sẽ chuyển sang chế độ offline. Shut for the facility control room. Xem trong này có gì ta. Mình cũng rất là muốn tìm hiểu là chuyện gì xảy ra với con nhỏ này. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. What? Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryo storage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobeck, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message.
Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities. And over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping. But to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... Oh! The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the Bitter Climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Vì là chúng ta đã hiểu được cái thân phận của chúng ta rồi. Chúng ta cũng chỉ là như dự đoán thôi. Là được sinh ra từ một cái bà Sobek với và một cái cỗ máy là Gaia thôi. Không có gì đặc biệt cho hết. Cho nên giờ thì mình cũng không quá là ngạc nhiên với điều này. Nhưng mà thế cũng hơi buồn cho con nhỏ Aloy này. Cũng tội. Cái số phận mới sinh ra đã bị bắt đi làm này nọ rồi. Hơi chán. Nhưng mà dù sao nó cũng giải thích được khá là nhiều điều là tại sao con nhỏ này nó như vậy, hoặc là nói chung là cũng khá là nhiều chuyện khó giải thích quá ha. Stranded figure. Nó có cái gì ở đây ta? Hình như mấy cái đồ tím tím mà nhưng mình không rõ là cái gì. Mà trước tiên hết cũng phải đi ra khỏi chỗ này trước đi tính. Có lẽ chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ mới luôn. Aloy, forgive! Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora.
All praise Aloy, anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. To the mountain before her. She is the anointed. Để cuối cùng chúng ta tìm ra một cái sự thật phũ phàng mà không thể nào chúng ta chấp nhận được. Cuối cùng cũng cho thêm một đứa bé sinh ra để giải phóng tất cả mọi người khỏi cái sự cầm bức. Ok, nói chung tôi cũng qua 3 điểm kinh nghiệm rồi. Upgrade nào trước đây? Gọi thú, nếu mà bạn đã có một con khác mà nó xa quá gì đó. Tinker Weapon Coin, chúng ta hãy gỡ đồ ra được. Thôi gỡ đồ đi. Để coi mình gỡ được mấy đồ nào không. Nói chung mình không có đồ nào để gỡ cho nên thôi kệ bà đi. Gì đây? Shadow Store Online, cho làm gì nữa trời. Đồ không có tí gì gọi là nghệ thuật. Ok, chỗ này chúng ta chưa có fast travel được. Full already. Riết mình kiếm được supply metal shard nhiều, nhưng mà tới khi bạn đã mua sạch đồ thì bạn cũng không có nhu cầu để kiếm thêm metal shard nữa. Mặc dù giờ mình lên cũng mấy chục ngàn gì đó mà mình cũng không để ý nữa, nhưng mà go to Peter Clam và nhỏ này nó kêu mọi người tới gì ta? Meridian để đợi. Chúng ta phải tới cái hầm lăng cổ tích này của tụi của con Gaia Prime, có lẽ chúng ta sẽ kiếm được thông tin trong đó và có thể phá hủy được Hades. Và nếu bạn nào có để ý trong cái tập trước thì Hades là một trong những cái project có nhắc đến của cái ông gì của giữa quân đội Mỹ á, thì ông có nhắc đến. Và Hades nó nằm trong cuối cùng với một cái dấu shutdown nhìn rất là dễ hiểu. Và đó là lý do tại sao mình nghĩ là chắc là Hades nó khác với những cái project khác và nó nổi loạn hay gì đó. Và nó dẫn đến sự tuyệt vong của con người này nữa. Không chỉ riêng gì cái Pharaoh mà Hades cũng bị chen vậy. Và Hades thực chất nó cao, nó còn lớn mạnh hơn cả cái đám kia, cho nên chúng ta cần phải rất là cẩn thận đi. Giờ làm gì đây? Go to the ruins. Cái gì? 07 không vậy? Được cái là mình có thể phá 7 được. Cái này nó 7 báo hiệu của tụi không phải 7 kia mà lần này là 7 báo hiệu của mấy con Stalker. Chơi riết mà mình nhớ mỗi con có gì điểm yếu là gì luôn, cái ghê chứ. Chơi tới cái đề thời điểm bây giờ thường là mình làm một cái walkthrough chừng khoảng 10 tập thôi, nhưng mà cái game này mình khá là thích và mình muốn khám phá sâu hơn nhiều cái chiều sâu, nhưng mà có nhiều bạn kêu là game này nó khá ít. Tuy nhiên nếu mà mình nghĩ là cái game này nó đủ tố chất để trở thành một cái game RPG. Con này bắn lâu chết vậy ta? Chúng ta thể đi cái đường bên này, chúng ta đâm thẳng lên trên được không ta? Hay là chúng ta phải đi hướng kia vô?
Tại mình thấy có cái đường bên đây có thể dẫn lên nè. Nếu chúng ta đi sang phải một tí, mình đang cố đây để không bị phát hiện. Okay, they're heading back. Giờ làm sao để đi lên đây ta? Khúc này là phải trèo rồi nè. Đúng rồi. Nó có gợi ý chứ. Cũng khá là dễ hiểu, cũng không quá khó. Nhưng mà về leo trèo thì mình lại không chuộng cái game này hơn so với một số game như là Uncharted. Uncharted thì làm cái leo trèo quá ổn rồi, quá hay. Khi bạn chơi cái đó mà nó thật là theo cá nhân mình nghĩ thì nó còn hay hơn cả Rise of Tomb Raider nữa. Con này hình như con Ravager. Cái lúc mà có hai con Ravager vô cứu mình thì mình chỉ nhớ là lúc đó là có hai con Ravager và chúng ta đang phải đánh con Behemoth. Nhưng mà cuối cùng chúng ta chạy về tới làng thì chúng ta thấy nguyên con Thunderjaws đứng ngay đó luôn, mới ghê chứ. Thành ra con Thunderjaws nó chỉ tới những cái khu vực nào mà nó bự bự á, rộng y như cái body của nó, thì may ra ai ngờ nó tới ngay trước cái hầm mà nó đứng chọn ngay đó luôn, nó không thèm di chuyển luôn. Mà bạn nghĩ ơi, giờ nó cứ đứng gì nó cái chúng ta không có chỗ nấp gì nữa kiểu. Còn nó đứng chừng ứng vậy. Mùa thì mỗi lần mà nó hút cái là né đâu có kịp, né đâu có nổi. Nhưng mà nếu gọi xét về game này thì cái điểm yếu và cái điểm mạnh của nó là sốc điện nè. Nó bây giờ thì mình khá là ghét. Tại thậm chí mấy cái con nào bay như con Glitch Hawk này nọ kiểu. Ôi mẹ ơi, vừa mới quay xuống lụm cái kia mà nó chữ phát chết luôn. Body nó là điểm yếu thôi, nhưng mà cái điểm yếu của nó không có cao lắm. Ấy là nó không một cái điểm yếu nào cụ thể, đó chính là lửa điện hay cái gì đó. Ví dụ mấy con kia nó sợ điện thì con này coi như là nó không sợ gì hết. Nó chỉ bắn thôi. Và cái điểm yếu nó chỉ là cái body của nó, chúng ta nên tránh cái con này. Stormbird, con này nó còn mạnh hơn có con Glitch Hawk nữa. Chúng ta sẽ cần máu đây, cho nên vừa đi nếu mà mình tránh được cái con đó thì ok, chắc tránh được rồi. Trời quang mây tạnh. Sau cơn mưa trời lại sáng. Và con chim kia nó cũng đi rồi. Đỡ quái thôi chứ nó hồ nó đánh mình nữa, chứ mình quay lại quánh nó quá. Been in here before. To a point. You'll see. Ok, và lần trước là mình có nói với các bạn đó là nếu bạn nào muốn tìm cái áo giáp mà áo giáp bí mật á, Shield Weaver, cái áo giáp mà nó bật nó không, nó giúp cho bạn không bị mất máu á, thì đây là cái thứ tư nó nằm trong cái nhiệm vụ này. Thì nếu bạn nào coi từng phần của mình trước đó thì có mấy phần mình có nhắc tới từng vị trí và mình có đi lấy cho các bạn coi luôn. Của mấy cái power cell, tức là bạn phải lấy 5 cái power cell để có thể vô ruin và nhập 5 cái đó vô và để có thể lấy được cái bộ giáp đó. Thì cái power cell thứ tư thì lần trước mình có chỉ 3 cái rồi. Và cái power cell thứ tư nó nằm ngay trong cái nhiệm vụ này. Tại vì nó cái power cell nó không có nằm lẫn bên ngoài mà nó nằm trong mấy cái nhiệm vụ. Hoặc là các bạn phải làm xong cái nhiệm vụ này thì sau đó bạn mới thể quay lại cái chỗ này bạn lấy. Nhưng mà mình khuyên nhất thì vẫn nên là làm ngay từ trong cái nhiệm vụ ra, tại vì nó dễ hơn nhiều.
làm từ trong nhiệm vụ, thì trong lúc bạn đang làm thì bạn tiện tay bạn lấy luôn, nó khá là nhanh. For years I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the Cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Nói kia là nếu chúng ta học được cách Master Override, tức là Override mà thành thục luôn á, và toàn bộ luôn, thì có thể là chúng ta sẽ đánh được Hades. Thì vấn đề là mình cũng đã vô mấy cái Cauldron và mình làm mấy nhiệm vụ trong đó rồi, để mình có thể Override được tất cả mấy con đó rồi. Và mình làm hết 4 cái, bây giờ mình có thể Override tất cả luôn rồi. Cái điều đó như mình có nói với các bạn rồi, thì nó cũng khá là tiện. Còn cái Master Override này có lẽ là mình sẽ một trong số những cái nhiệm vụ chính. Ok, nào và nếu các bạn nào đi tới đây thì cái Power Cell nó nằm ngay dưới này. Thì mình nhớ là vậy, bạn phải ráng nhảy xuống cái đó. Đây, vô cái chỗ này. Nó nằm trong đây. Cái Power Cell thứ tư. Và lát nữa mình sẽ đi lấy cái Power Cell cuối cùng. Đây, Power Cell đây. Chúng ta hiện tại đang có 4 cái Power Cell rồi. Nó nằm trong phần Special Item. Mấy cái món đồ đặc biệt, chúng ta 4 cái, chúng ta cần 5 cái là xong rồi. Thì nó nằm trong đây và trong nhiệm vụ The Mountain That Fell. Nhớ nha bạn. Bạn nhớ cái G đằng kia là được rồi. Ok, để mình đi tiếp nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này mình chỉ có làm, mình cũng không nhớ nữa. Bây giờ đi hướng nào ta? Đây coi. Shard of Ruin for the Master Override. Đây cần mình đi xuống đây đúng không? Nó kêu mình lên trên hay là đi xuống dưới đây ta? Đi xuống dưới kia thì là mình sẽ nhảy xuống dưới đây luôn rồi. Và đi bộ thì xin từ đây xin xuống dưới luôn. That's my way across. Tính ra cái game này cũng không quá là khó. Ôi, và các bạn có thể thành thục nó, nhưng mà cái thời lượng chơi nó cũng không gọi là quá ngắn đối với mình. Mình nghĩ cái game này sẽ kéo dài chừng mười mấy 20 tiếng gì đó, nhưng mà thực chất thì nó cũng khoảng tầm mình nghĩ là 15 tiếng trở xuống hoặc thấp hơn, ví dụ vậy. Nhưng mà tính ra nếu như một game nó cái nội dung mà nó đem lại như thế này thì mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Tại vì cái ý tưởng nó khá là độc, khá là lạ. Nó original, tức ý mình là nó không như những cái game khác. Cũng là thế giới mở nhưng mà cái ý tưởng nó cũng không có khá gì đặc biệt lắm. Giống như các bạn có thể nhắc tới như Far Cry Primal với cùng một cái thể loại y chang như vậy. Cái bối cảnh cũng y na ná như vậy. Kiểu như cái kia là đúng nghĩa tiền sử luôn, còn này nó cũng na ná như vậy. Nhưng mà các bạn nghĩ coi,
nó đã bị đánh giá và các bạn cũng đã không cần phải mình nhắc nữa, các bạn cũng đã dư thừa biết là nó có một cái cốt truyện khá là mờ nhạt và khá là xàm và khá là không liên quan gì nhiều, và nó không có kiểu như là đáng ghi nhớ. Còn như cái này nó một cái cốt truyện nó cũng khá là hay và nó liên quan từ đầu tới cuối. Còn như các bạn, mình đã từng quay walkthrough Far Cry Primal lúc nó ra rồi, cùng thời điểm này vào năm ngoái năm thì phải, tại game đó mình nhớ ra vào tháng 2 và game này cũng đang ra vào tháng cuối tháng 2 thì nó cũng y chang như vậy. Nhưng mà Far Cry Primal nó không hề là để làm một cái ấn tượng tốt về một cái cốt truyện lạ hoặc cái gì đó cho mình. Nhưng game này thì lại khác. Bây giờ tại sao nếu mà mình chấm thì game này có thể là game of the year của trên PS4 chẳng hạn. Năm ngoái thì chúng ta có Uncharted 4 là game of the year của PS4 rồi. Còn game of the year mà của PC thì mình nhớ là hình như là Overwatch thì phải. Mình nói không phải là nói Overwatch quá được đánh giá cao, tại vì người ta đánh giá cao tại cái multiplayer nó công nhận nó hay thật. Nhưng mà theo mình thì mình chơi không có dài lâu được cái game đó, tại mình cũng không thích cái cách chơi của nó cho lắm. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed. Scan them. The focus can rebuild them, but nhưng mà mình nghĩ thì để cho một cái game có được gì thì mình nghĩ là Overwatch cần nhiều hơn thế. Và Overwatch thật sự có thể làm thế. Bạn coi mấy cinematic của Overwatch rồi, làm cũng rất là ảo, tại sao nó không làm cốt truyện? Đó thì nó là game đó là gì năm ngoái, nhưng mà mình nghĩ là nó cần phải thêm nhiều nữa thì nó sẽ hay hơn. Còn game này thì nếu mà mình chấm thì ngoài cái không biết là năm nay nó sẽ ra Red Dead Redemption phần 2 không, phone nó đề với đề là vào mùa thu 2017 thì tầm cỡ tháng 10 đến tháng 1 năm nay, tháng 12 năm nay. Thì nếu mà nó ra thì cái game này cũng có thể là một trong những cái ứng cử viên sáng giá của Game of the Year với Red Dead Redemption phần 2. Năm nay mình cũng chưa thấy gì nhiều game gì hay cho lắm. Khoảng đầu năm này chúng ta vẫn chưa thấy gì nhiều game gì hay. Game này thì khá là hay rồi đó. Nó có tố chất, tôi gọi là có tố chất. Như bạn thấy như Call of Duty nó càng lúc nó càng xàm, nếu có vấn đề mặc dù nhiều người kêu cái cốt truyện nó cũng đỡ hơn rồi đó, nhưng mà mình thì mình cũng chơi thử được vài màn nhưng mà mình cũng thấy ngán ngẩm quá, mình không thể nào mình tiếp tục với nó. Chứ hồi trước mình chơi Call of Duty cũng nhiều lắm và nó cũng có thời hoàng kim của nó. Nó ngáp lên được tới Black Ops 2 là hay lắm rồi, và cái hay của nó nên dừng rồi đó. Càng lúc càng bị bắt xử thì nó càng nhảm đi và nó càng dở dần. Và mình cũng nhớ cái hồi để cảm giác nó chơi cũng khá là thú vị và cảm giác nó khá là thích thú. Và nó chưa bao giờ như bao giờ. Còn bây giờ thì mọi thứ ngoài những game nó không như thế này thì nó cũng như thế kia, nó dở hơn rất là nhiều. Và cái ý tưởng nó cũng chán. Điển hình như mấy trò Far Cry 1 năm qua đã nói rồi. Nó thiếu nhiều cái cách đó. Nhưng mà đó là một cái vấn đề khác rồi. Game mới được chia kiểu một cái bàn trong một số vấn đề để nói rất là nhiều chuyện để xem xét lại. Mấy ông này ông đang nói về cái vấn đề gây A rồi kiểu để làm sao để đánh bật Hades nữa. Trong lúc mấy ông này nói thì chúng ta nói chuyện sơ tí. Thì nếu các bạn nào nghĩ là nếu mà năm ngoái thì cái game nào thích hợp để làm game mới được chia, các bạn comment phía dưới cho mình biết rồi các bạn nghĩ sao về cái tựa game đó như thế nào. Tại vì mình này nãy giờ thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Năm ngoái là cũng một năm rất là tốt của gaming, có nhiều tiến triển khác nhau và kia thì cũng khá là hay. Mình là vốn dĩ mình cá nhân mình thích chơi game. Game nó như là một cái thứ đẹp và đàn dễ trí vậy. Nhiều lúc mà mình đọc mấy cái mà trên mạng nó share gì VTV3 gì, có cái bà kia bà nói cái gì ta, chơi game là không là những người không có tương lai kiểu mình nghĩ ấy là cá nhân mình nghĩ thì nó hơi quá về mặt vấn đề. Các bạn cũng nói như người ta cũng vừa thừa biết là chơi game là một cái hình thức giải trí rồi, và giải trí thì nó phải đi đúng với nghĩa giải trí chứ không phải giờ chơi. Các bạn nhiều người có vẻ như là kỳ cuốc quá đáng thì coi, nhưng mà ai cũng có muốn cho nhân vật mình tốt hơn ví dụ vậy.
Nhưng mà cũng có nhiều người thành công với game ấy chứ. Nếu mà nói họ chỉ đơn giản là này nọ thì mình không có đồng tình với bà đó đâu. Công nhận thì đơn giản là ai cũng không đồng tình hết đó. Vấn đề này game thì còn có nhiều người chơi, hay là do game nội dung, những game như thế này nội dung thì họ hướng tới phần giống như mình là thưởng thức một cái phim qua một cách bạn có thể tương tác được với nó, thì nó có tên là gọi là game thôi. Thì mỗi người đều có cái cách tương tác với nó, và nhiều cái cốt truyện nó cũng khá là hay, không khác gì coi phim. Thì nếu bạn coi phim được thì chơi game cũng được thôi, nó cũng đâu khác mẹ gì đâu. Thì đó, cái điển hình như nhiều game nó cũng rất là hay và cái cốt truyện nó rất là tuyệt vời, như The Last of Us, Beyond Two Souls, rồi Uncharted 4, rồi Horizon Zero Dawn này cũng chẳng hạn. Thôi để mình nói chuyện với ông này cái đã. Này là ổng nhìn không có hơi kỳ. Aloy. She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for you. Loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Vãi thật. Công nhận nhỏ này với cái thằng này cũng nói chuyện cọc lóc phết rồi. Ok, để mình làm xong nhiệm vụ này sớm để mình còn lát đi bế bộ giáp coi. Chúng ta còn phải đánh bại hay đi sớm. Cũng khá là nhiều chuyện để muốn nói với các bạn, có nhiều cái tâm sự cá nhân về cái game này như thế nào. Và mỗi lần mình quay như thế này đó là giống như một cái lúc cái cảm giác để mình vừa thoải mái nói chuyện với các bạn qua một hình thức là đăng YouTube. Và cũng như là một lời chia sẻ của mình đối với bạn, để mình cũng thấy là cái sự phát triển của cái channel mình càng lúc nó càng lên đấy chứ. Cái khoảng thời gian này cũng khá là dài, tại lúc mình quay game cũng được khoảng 2 năm nay rồi. Nhưng mà phát triển thì cũng không được như nhiều người mong nghĩ ví dụ vậy. Nhưng mà mình cũng đang thấy cái sự phát triển giống đó rồi, và từ cái series này bắt đầu và những cái series trước. Và mình cũng đang muốn thay đổi nó, và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn thì mình mới có khả năng mình làm được nhiều hơn clip cho các bạn, tại vì mình còn khá là nhiều chuyện để lo. Nhưng mà nhìn lại cái sự ủng hộ các bạn thì mình thấy rất là thích. Và cũng như là một cái ngoài chơi game này, chứ mình cũng không chỉ đơn thuần chơi game bình thường không, thì những cái game này càng lúc mình càng chơi được, giống như một cái mình muốn cái cảm giác mình mỗi là mình chơi giống như là mình vừa chơi mình vừa muốn phải chia sẻ với mọi người, ví dụ vậy, kiểu như là tao chơi cái này nè, tao chơi được cái kia này nè, ví dụ vậy. When I opened the hatch, the air rushed in from the side. Đừng nói là đây là control mà có xác cái tụi này trong đây ngồi thì không. Nhưng mà mình nghĩ mấy trăm năm, nếu mà cái này nếu mà xảy ra mấy trăm năm sau thì làm sao mà xác nó còn nguyên được hay vậy? Ý là xương vẫn còn mới ghê chứ. Hay là hóa thạch luôn á. Mình nghĩ chắc vẫn có thể, tại xương rồng cái kia nó còn hóa thạch được mà.
Con này nó chưa hóa thạch nhưng mà vẫn còn bộ xương đây, nhìn cũng thấy ghê á. Gì đây? Cái xương mấy người này, mấy người này chẳng lẽ bộ chết trên đây luôn hay chết trên ghế luôn hay sao? Alpha personnel. Sorry to alarm. Cái họ nói gì đây? I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. Xem thằng này nó làm cái gì mà nó ấp áp úng vậy ta. Đừng cố đăng nhập vào hệ thống, ok? Ông này hỏi chuyện gì đang xảy ra đây? Đừng có cố đăng nhập vào hệ thống. I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men. Mấy này nó nói về mấy con người vô tội rồi. Liệu chúng ta có nên cho họ biết hay không? Mà vấn đề là mấy ông này nói cái gì từ trước rồi và... Cái bộ lô nó cũng khá là nhiều vấn đề đó, mấy ngàn cái. Và đây là một giống như một dịch bệnh vậy. Và nó không quá dễ, nó như vậy thì khó hy sinh. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice. Nó làm rồi. Cách đây 3 phút. Cultural obliteration, you crazy bastard. Nó đã làm gì với cái máy rồi sao ta? I'm sorry. Really, I am. Tôi bảo vệ những người vô tội không phải chết. Sometimes. Nhưng mà chắc là chết hết. Cũng không khác mẹ gì đó. Không theo dõi vấn đề ha. À mấy người này chết gục như trên bàn luôn. Không theo dõi vấn đề gì đó. Là thằng này nó khử độc phải không? À như thằng này nó như cái cách mà nó hy sinh người ta để nó giết người ta thì nó hạ độc mấy ông này. Mình nghĩ là vậy. Nó hạ độc mấy ông này vì một cái mục đích gì để nó dừng hy sinh, để người này khỏi phải làm theo hướng của họ là họ không muốn. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter and the summering. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No, not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made, the world we are living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Này công nhận ông da đen nói chuyện cục xúc thiệt. Nói chuyện chưa xong tắt máy bà. The master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Ok và chúng ta đã lấy được cái master override rồi. Mà cũng không ngờ là tới bây giờ nó vẫn còn. Tới bây giờ nó vẫn còn cái cục đó. Mấy người này thì chết nhưng mà đồ nó vẫn còn bền đó chứ, công nhận đồ của mấy cái hãng này làm bền phết đó chứ. Mọi chuyện nó càng rút càng rối hơn ha. Không biết thằng kia nó có tự vẫn hay gì không. Tại còn muốn mình nó sống là The Master Override Gravity. Tất nhiên là nó đâu có kiểm soát được trọng lực đâu. Nếu mà có chuyện gì chúng ta kẹt trong đây luôn á. Nhỏ này treo cũng ác liệt quá ta. Ác liệt vậy. Lên em ơi, lên. Đúng rồi. Tuyệt vời. Tuyệt con mẹ nó vời. Thì chúng ta còn nước đi ra khỏi chỗ này cái đó. Chỉ đâu vậy? Cái sao lớn kia. Ủa đáng lẽ ra mình phải lên chỗ này chứ hả?
càng lúc nó càng sai vậy ta. Ờ, như nãy mà đi ngược đường ấy là chèo lên khúc này nhưng mà phải ra khúc này ta. Làm sao để qua được khúc này ta? Làm sao chèo lên đây? Wow, 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 wow. Biết đi đúng hướng không nữa. Wow, 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 wow. Ủa làm sao? Giờ rốt cuộc là sao? À đây, đây, cái workshop đây. À đây, đáng lẽ mình phải chạy ra hướng này mới đúng. Như phải trèo lên lại nữa hả? The fuck? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the Eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered Titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now, why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered Titan buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a Titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it. Until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge.
It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Carja? How did they become involved? The Carja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helas was there as well. And so the Eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. I don't need to hear anything more. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps. But basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing.
đúng là một tập mà chúng ta có nhiều đồ ngon vãi. Và chúng ta đã lấy được cây thương đầu tiên, một tím Silent Lens. Và tất nhiên là nó phải được over, nó phải override được tất cả mọi thứ rồi. Và có lẽ bây giờ sau này mình sẽ đi lấy thêm cái bộ giáp kia cái này. Mình phải làm xong cái nhiệm vụ kia này, The New Man Quest, The Looming Shadow, the Go to the Ballet of the Sun. Mình phải ra khỏi cái chỗ quái quỷ này kia. What the fuck? No. Được rồi, chúng ta đã tới ngay chỗ này rồi. Và chúng ta phải vô bên trong để lấy cái power cell cuối cùng, để lấy cái bộ giáp đó. Cái bộ giáp nó cũng khá là quan trọng, và nó có sẽ hữu ích trong cái trận chiến sắp tới của chúng ta rồi. Wow, wow, đi xuống từ từ cái nè. Nó mình phóng cũng như tên lửa vậy. Oh, what the fuck? Cái chỗ này nó xài filter hay sao? Trên thì mờ mờ, dưới thì... chứ sao sao? Dưới thì bình thường, màu bình thường. Trên thì nó chỉnh màu như chỉnh filter vậy. Để coi, mình không nhớ chỗ nó nằm ở chỗ nào. Cái chỗ này bạn đã vô từ ngay lúc ban đầu, là bạn lập được cái focus của bạn nằm trong đây. Và bạn có thể kiếm được cái chỗ này ngay lúc mà bạn vô cái bất kỳ lúc nào trong game cũng được. Miễn là sau khi mà bạn lớn lên rồi thì bạn hãy đi lấy, quay lại chỗ này lấy. Cái chỗ này là cái chỗ mà ba của bạn đã dắt bạn cứu bạn ra khỏi nè. Nhưng mà mình không nhớ là nó nằm ở chỗ đó, nằm ở chỗ nào. Đây là khúc mà bạn đã có đi hồi nhỏ, đã đi qua một lần rồi. Chúng ta sẽ cần cái power cell cuối cùng á, 5 cái rồi. Thôi ra. Đây cái power cell cuối cùng này, chúng ta phải cần một cái giáo để đánh phát vô để đi vô trong. Đây bào xeo cuối cùng đây. Vậy là chúng ta đã đủ 5 cái bào xeo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi cái chỗ này ra. Rồi chúng sẽ tới kia lấy bộ giáp. Chúng ta có cái giáo mới này cũng ngon, cái thương mới này cũng ngon. Nhưng mà trong game này các bạn chỉ có hai cái cây tự do theo cốt truyện rồi, cho nên chúng ta không thể làm được gì hơn. Kiểu như là đi kiếm hoặc là mua cái cây nào xịn hơn, ví dụ vậy. Đó cũng là cái hạn chế của cái game này, nó không có nhiều cái đa dạng về thương giáo cái kiểu, mà chỉ có hai cái giáo suốt cái hành trình của bạn, và hai cái thương nó đều là hai cái thương mà các bạn chỉ kiếm được sau khi bạn làm nhiệm vụ cốt truyện chính thôi. Còn chứ mấy cái nhiệm vụ thường thì nó không có tốc độ nhanh như vậy được. Game này theo cá nhân mình thấy thì nó lên hơi bị lẹ, kiểu như là cái cốt truyện nó hoàn thành hơi bị nhanh. Cái sao bên ngoài nó cứ chờ cái vật gì vật render không kịp phải sao. Ok, và chúng ta sẽ tới cái chỗ này, Ancient Memory. Các bạn có thể bật cái quest đó, các bạn sẽ thấy luôn. Tới cái chỗ này mình sẽ fast roll đã. Bây giờ chúng ta sẽ được cái bộ giáp rồi, ngon quá đi thôi. Mà cái bộ giáp này cái khi mà bạn chỉ có thể kiếm được khi bạn đã gần end game như thế này rồi mà bạn mới kiếm được cái bộ giáp đó, thì nó cũng khá là hơi chậm cho cái việc này. Nếu như sớm hơn hoặc là khi như có cách kích thích khác thì nó sẽ hay hơn nhiều, ví dụ như kiểu như là các bạn có thể lấy nó từ ngay giữa game gì đó, còn này là tới cuối game rồi. Nhưng mà nó tính ra nếu mà bạn lấy ngay từ giữa game thì nó hơi ob quá. Có cách nào đu xuống không ta? Chứ nhảy xuống một phát là chết chắc luôn á. Wow. Wow. Bay sạch máu luôn. Hay thật. Mình vừa mới lượm đồ và nó bay nguyên một cây. Metal Flower Mark 1. Chúng ta có khá là nhiều Metal Flower, 30 cái rồi. Sao? Đây bộ giáp đây. Nhưng mà nó bị đóng cửa rồi, chúng ta phải dùng cái power cell để mở cái cửa ra để chúng ta có thể lấy được bộ giáp. Bộ giáp nằm đang chậm chạy ngay đây, nhìn ngậu ha. Red light. The holographic interface devices are missing power cells. Chúng ta đây ngay đây chúng ta thiếu hai cái, chúng ta phải dùng cái power cell để gắn vô nè. There.
fits. I just need to scan one more. That's two. It's some kind of code. Có máy đọc mã ở đây 12001500 Faro, chữ này nó không có ngược thì nên chắc từ trái qua phải á. Hình như mấy này chỉ theo thời gian và nó chỉ theo hướng 12 giờ đứng thẳng đứng là 15 giờ để qua trái nè. Còn tiếp theo là 18 giờ, 21 giờ, 18 giờ, 6 giờ đó, 21 giờ. Đúng rồi. Investigate the bunker. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clips. Có một cái supply crate quá trời đồ. Có lẽ được giáp cho ta. Chưa. Trời, như chúng ta chỉ mới xài được có hai cái đây đây còn ba cái nữa, tức là nó chưa chịu thả bộ giáp ra, nó vẫn còn kẹt chặt bộ giáp chúng ta chưa có lấy được, và đủ 5 cái luôn, 5 cái bầu phiêu bầu cell, chúng ta phải giải mã thêm phát nữa. 90 dial position, there must be some kind of code. 90 thì là sao ta? Không, 90 độ là phải quay sang góc 90, là phải sang trái, sang phải nè. Sang phải nè. 90 nhân 90 nhân 3 là quay 3 thêm 3 lần. 1 2 nè. 3 nè. Rồi 6 là 4 lần nè. 4 lần là giữ nguyên nè. 4 lần là giữ nguyên, còn thêm 5 lần. 5 lần đáng lẽ sẽ phải xây sang trái ở đây mới đúng nè. 90 này 2 lần nữa. 2 lần sẽ phải sang bên kia trái mới đúng nè. Đúng rồi, chính xác rồi. Cuối cùng giải cũng ra. Tức là tính theo số đo góc, góc quay 90 độ gì đó. Kiểu what the fuck này. Đây không, cái game này không dành cho những người giỏi toán. Hoặc là ngu toán. Pick up Shield Weaver. Quá ngầu. Giáp đi, Shield Weaver. Rồi, đã có rồi, thù mất tích luôn. Patient Memory. Chúng ta có áo rồi, lại coi, chờ check coi. Đây, Shield Weaver Outfit Box. Shield Weaver áo màu tím, lấy chứ. Got the Shield Weaver Outfit, quá ngầu luôn. Outfit đâu? Cháu đâu? Áo này không có mod là được không ta? Mình đang tính mod nó. Very rare. Đây, để mặc vô. Wow, quá ư là ngầu. Quá ư là ngầu. Nếu các bạn nào để ý thì nếu mà nó đổ sáng như thế này thì có nghĩa là bộ giáp vẫn còn đang hoạt động. Và nó sẽ ăn, nó chịu đam được cho bạn. Và nó sẽ không làm bạn mất máu. Còn nếu mà nó không sáng như thế này á, thì lúc mà nó hiện đỏ lên á, là bạn phải chịu khó đi trốn, nó sẽ trở lại giống như trạng thái bình thường vậy á. Lúc đó sẽ nó không ăn đam được cho tới khi nào bộ giáp nó trở thành màu trắng như thế này lại. Nó thì cái đó nó thay đổi màu trắng liên như thế này lại. Thì cái này sẽ hợp cho cái nhiệm vụ sắp tới của chúng ta. Ok, và mình nghĩ là mình nên ra khỏi chỗ này rồi. Thì có lẽ tập này mình sẽ tạm dừng ở đây và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Mình nghĩ là chắc còn một tập nữa thôi, một tập, hai tập gì đó. Can't carry more. Đây, bây giờ mình cũng làm gần hết nhiệm vụ rồi. Thế là mình sẽ chuẩn bị vài cái nhiệm vụ kia chắc là cũng ok, nó có nói mấy là mình cũng hiểu, cũng chắc là cũng gần hết rồi, tại vì chúng ta sẽ đi xử hay đi sớm thôi. Và bây giờ chúng ta ra lấy được bộ giáp này có tiện hơn cho việc chúng ta đánh cái, nếu chúng ta có gặp chùm túi như thế nào, ví dụ quái thú gì đó, thì ở đây chúng ta đã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cái đó rồi. Ok.
và hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn.